Hôm nay lại gặp một cái ca bệnh lại khó khăn nữa mọi người ơi Đây dòng bát GST GST 18 1500 Đây là lo súp 50 mọi người nha Thì cái lo này Tài nhận của một khách hàng gửi vào cũng khá lâu rồi Thông tin thì tài số điện thoại thì tài sẽ che số điện thoại lại Và khách hàng này ở Quảng Trị có liên hệ và gửi vào một cái chiếc loa như thế này thì khách hàng cứ nghĩ rằng nó bị cháy thì thật sự nó đã bị cháy côn và bên tài đã tháo màng loa ra rồi đây nè đó vẫn còn giữ nguyên cái nắp che bụi phía trên nhanh và loa này thì nó sẽ sử dụng là hai màng nhện đó màng nhện của nó được ghép hai cái màng nhện lại bằng silicon thì để gỡ được ra như thế này thì bên tài đã gỡ ra rồi nhưng mà khi vào á Khi mà kiểm tra trong cái thùng hàng này gỡ ra Thì cái chiếc loa này không còn nhúng được nữa Thì bên Tài đã thấy được nó đã bị lệch viên từ sang một bên rồi Vừa qua thì Tài vừa có đăng cái video của cái chiếc loa này Là 15BM500B Thì nắp dây bụi hôm nay đã dán lại rồi nè Loa này thì chuẩn bị mấy cậu đang gửi lại cho khách hàng nè cái lo này thì tài đã lên video rồi nè thì đây là cái lo mà bị uh, chẻ viên từ ra làm đôi nè và bên tài đã làm lại và chút xíu nữa tài mời mọi người xem những cái comment mà tài cảm thấy rất là mắc cười và chút xíu nữa tài sẽ mời mọi người xem cái comment đó rồi bây giờ thì uh, đang nói về cái chiếc lo này đây chiếc lo này thì nó tới hai viên từ nặng khủng khiếp này không phải bị ấy nha mà hai viên nha mọi người nha hai viên từ ai đã sử dụng dòng lo bát này thì đã biết rồi và lo này nó đã bị lệch cái đế này lệch đế ph phía bên dưới nó bị bung keo á do mình vận chuyển nó bị tức như thế nào đó một cái thế nào đó mà nó đã bị tức khi mà nằm ở trong bên trong thùng loa đó rồi những cái thùng xúp này thì nó khá là nặng có thể là là mình chỉ cần cái thùng bên ngoài bị cái tác động mạnh nào đó thì bên trong nó sẽ bị bung như thế này Vấn đề này thì rất là nhiều Lo mà bị tình trạng này rất là nhiều chứ không phải là ít Sáng nay thì Đây phần trên, côn phần trên nó đã bị cháy rồi nè cháy phần trên thôi phần dưới thì vẫn đang còn nhưng mà côn này cũng hư luôn Nó vẫn sử dụng côn ở lớp trong lớp ngoài Mọi người thấy không lấy cái côn ra được nè Sáng nay phải dùng dao cắt ngang đây đi Mới lấy được cái màn loa và cái màn nhện nó riêng ra ngoài Còn riêng cái phần côn này nó bị ngậm luôn ở trong này nè Tại vì nó bị lệch viên từ sang một bên nó, đó, đó Mọi người thấy bên này nè Bên này là nó hở ra nè. nhưng bên này nó bó sát lại luôn. Bó sát không không tài nào lấy ra được nữa. Để tài sẽ zoom cái cam sát lại. Nó hơi khó thấy mọi người nha. Bên ngoài thì uh, thấy rất là dễ nhưng mà bên uh, trên máy quay này thì vào những cái chỗ này thì hơi khó khó thấy. Ở đây thì nó sát lại luôn nè. Và xem ở bên trong nè. xem lớp bên trong nè. Đó nó sát lại luôn thấy không? Và sang đây sang đây mọi người sẽ thấy được cái độ hở nè. Nè. Đó nó hở thì nó mới lên xuống được nè. Đó. Nó hở nè. Bên ngoài cũng hở. Phía bên ngoài nè. Đó, phía bên ngoài nó cũng hở nè. Đó. Nhưng mà phía bên bên kia thì nó sát lại. Để thầy thu lại tí xíu. Đây. Phía này nè không thể lên được nắm rị cỡ nào cũng không lên được nhưng bên đây thì nó thì như vậy thì mọi người đã hình dung được rồi ha cái cái nòng sắt ở phía bên trong này nó đã bị bó sát vào bên này hít sát với bên này luôn không thể lên xuống được nữa và kiểm tra thì cái này trên video thì khó khó thấy lắm đây để từ từ cho máy nó lấy nét lại để... đó đây phần keo này mọi người thấy nè nó hở rồi nè nó bị bung ở đây nè đó nó bung nguyên cái dàn đế này bung phần đế phía dưới này mọi người nha đó bung phần đế này và nếu như video này mọi người muốn bên tài chia sẻ thì hãy để lại những dòng comment ha tài sẽ chia sẻ luôn cùng với tất cả mọi người cái cách làm lại cái chiếc loa này thực sự thì hai từ này nó rất là mạnh rất là khó làm nhưng mà tài thì tánh vẫn thích chia sẻ những cái gì khó khăn á, thì vẫn chia sẻ và dĩ nhiên mọi người sẽ đặt những câu hỏi ờ à, sau à, liên hệ thì nói không nhận sửa chữa loa nữa mà hôm nay lại có những chiếc loa này thì tài cũng nhân tiện trên video này nói luôn tài đây chỉ nhận với một số khách hàng gọi là khách hàng mối tài không nhận đại trà nhiều như trước kia nữa vì bây giờ thì cái lượng người làm bên tài đang rất ít và đây là những cậu đang học việc tại chỗ của tài và tài đang chia sẻ lại trực tiếp cho những cậu đó cho nên tài mới cho bên cái người mà nhận hàng đó là nhận một số của một số hàng sửa chữa của những khách hàng quen khách hàng mối để thực hiện sửa chữa cho khách hàng và để tài chia sẻ nghề lại cho các cậu đó chứ còn thật sự, thật sự bây giờ thì tài không có nhận sửa chữa nữa và tài chỉ lắp ráp hàng và kinh doanh và mua bán thôi chứ tài không còn nhận sửa chữa những chiếc loa này nữa nhưng mà với những cái ca càng khó như thế này thì Tài vẫn thích là được chia sẻ lại cho những cậu đang học việc ở mình để mình chia sẻ lại trực tiếp luôn. Còn việc chia sẻ ở trên YouTube thì Tài phải nó gây cho Tài rất là cái khó khăn là thời gian để mà quay được video rồi ngồi dựng được video để upload lên YouTube thì đó chính là cái thời gian nữa. Và quay lại với cái vấn đề của cái chiếc loa 15BM500B này đó thì à, mọi người đã xem qua cái video mà bên tài phải à, làm cái lại cái viên từ này nọ và để làm lại một chiếc loa cho nó hoạt động như thế này rồi đó và video này tài đang thực hiện vào à, buổi chiều bây giờ là mấy giờ bây giờ là đang 4 giờ hai giờ 2 phút buổi chiều mọi người nha bốn giờ hai phút buổi chiều và bây giờ tài sẽ mời mọi người xem cái dòng comment trên cái video mà nói về cái chiếc loa này thật sự tài không phải là đôi co gì đâu không phải là sân si gì với những cái comment đó tài vẫn đã đọc qua vì nó có báo kênh youtube của tài nằm trên điện thoại này mà nó có báo những cái dòng tin đó nó có báo lên tài đã đọc qua rồi nhưng mà không phải là vì tài đâu có còn nhận sửa chữa cho nên đâu phải là nói lên cái vấn đề này để làm gì nhưng mà bây giờ tài xin mời mọi người xem một cái uh, uh, dòng comment như thế này và đây là hình ảnh mà Tài vừa đăng cái video này vào ngày 4 tây tháng 6 năm 2022. Cách sửa chữa loa làm rơi vỡ từ nam châm hư hỏng rất nặng. Và mọi người đã xem qua video này thì mọi người cũng đã biết rồi. Loa 15 bm 500 b Và mọi người đã thấy được bao nhiêu cái công làm ở bên trong chiếc loa này rất là nhiều. Và dĩ nhiên là cái mức giá. Và sau khi hoàn thành xong một chiếc loa như thế này. Thì sáng nay bên người làm của Tài có nhận cuộc gọi của khách hàng là chủ nhân của chiếc loa này nè gọi điện hỏi là lo đã làm xong chưa và bên Tài báo đã đã làm xong và ngày hôm nay thì à, sẽ đóng gói gửi à, qua Viettel Post để à, trả lại cho khách hàng và tất cả xong xuôi với giá là 650k và video này Tài đang à, que ảnh màn hình lại vào lúc 4 mươi 34 phút buổi chiều mọi người nha thì à, trưa nay á, lúc mà đang ăn cơm thì à, có thấy một cái à, Dòng uh, bình luận này nổi lên trên điện thoại Vì kênh youtube của Tài có đăng nhập Ở trên điện thoại nữa Thì nó sẽ thông báo ở trên Thì cách đây 2 giờ nè Loa trị giá một triệu rưỡi Sửa lại 2 triệu Đây uh, vấn đề Tài đưa cái này lên đây uh, Hình ảnh này đưa lên đây uh, Tài không phải là sợ Anh uh, đưa anh nói cái vấn đề này lên đây Là Tài sẽ bị mất việc làm Tài không có sợ Vì Tài đang làm một cái hướng mới Tài đang đi một cái bước phát triển mới Và cái bước phát triển mới đó là cái gì Sắp tới đây tất cả Tài sẽ đăng lên trên Youtube Mọi người sẽ biết mà thôi Còn việc sửa chữa này thì bên Tài đã từ chối nhận hàng Rất lâu rồi Chứ không phải hôm nay Nhưng mà đây là Tài có nói những cái Cậu đang học việc trực tiếp tại chỗ của mình Cho nên Tài mới nhận những cái chiếc loa này Để chia sẻ cái nghề lại cho những cậu đó Sau này, sau này những cái cậu đó sẽ thực hiện việc sửa chữa thôi Chứ riêng Tài sẽ không làm Đó Còn những cái loa nào nó khó khăn Tài sẽ làm và thực hiện video để cho khách hàng thấy được rằng Một cái chiếc loa nó bị hư như vậy Mà để phục hồi nó trở lại á, Thì nó sẽ tốn kém như thế nào Như ra sao Tốn kém công cán Nó như thế nào Chứ còn riêng Tài Tài không có sợ là Bình luận như thế này Tài sẽ không có loa mà sửa Vì Tài đâu có nhận sửa chữa đâu Cho nên Tài đâu có sợ Cho nên Tài đưa một cái hình ảnh này lên đây để Mọi người thấy Bình luận Mọi người cảm nghĩ nó như thế nào Nếu như Gọi là chê bai một cái anh khách hàng này gọi là chê bai chủ nhân của chiếc loa này đó chê bai là cái loa trị giá con triệu rưỡi mà đi sửa lại 2 triệu là cũng sai hoàn toàn đó còn riêng nếu mà để bình luận như thế này mà để làm cho tài mất việc thì riêng anh cũng sai lầm luôn rồi và anh bình luận như thế này thì tài nghĩ thật sự lên đây nói một câu nó chẳng có ý nghĩa gì cả nhưng mà tài vẫn để dòng bình luận này đây đó thì mọi người nghĩ sao về cái dòng bình luận này còn với video cái chiếc loa GST 18 1500. Mọi người tất cả những khán giả của Tài có muốn xem video mà Tài sẽ thực hiện sửa chữa lại chiếc loa đó thì hãy để lại những dòng bình luận phía bên dưới của video này. Bên Tài sẽ cố gắng thực hiện cái video đó để chia sẻ gửi đến tất cả mọi người và cũng như trên cộng đồng rồi đến đây thì video này của tài cũng xin phép được tạm dừng tại đây và tài sẽ hẹn gặp lại tất cả những khán giả của mình vào những video lần sau xin thân mến chào tạm biệt